ghi bàn, Pop 89, penalty Caicedo 52, Vanega 90, cộng 7. Trận đấu giữa đội tuyển nữ Đức và Colombia tại World Cup nữ 2023 đã diễn ra vô cùng kịch tính và đầy bất ngờ. Trước trận đấu, đội tuyển nữ Đức đã chưa từng chạm trán đối thủ nào đến từ Nam Mỹ tại World Cup nữ. Thành tích của họ trước các đội Nam Mỹ là 4 chiến thắng, 1 trận hòa, ghi tổng cộng 28 bàn thắng và chỉ thủng lưới 5 lần. Điều đáng chú ý là họ đang trải qua chuỗi bất bại dài nhất trong vòng bảng tại giải đấu này kể từ năm 1995, với 20 trận đấu, 16 chiến thắng và 4 trận hòa. Tuy nhiên, trận đấu tại sân Sydney đã thực sự đảo lộn lịch sử và mang đến nhiều cảm xúc khác nhau. Dù kiểm soát bóng lên đến 68%, đội tuyển nữ Đức đã gặp khó khăn trước sự phòng ngự chặt chẽ và tốc độ phản công của Colombia. Bộ ba tiền đạo gồm Linda Caicedo, Catalina Usme và Mayra Ramirez của Colombia đã khiến hàng thủ Đức phải làm việc vất vả để ngăn chặn những pha tấn công nguy hiểm. Sau hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi, Colombia đã bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 52 nhờ pha lập công của Linda Caicedo. Tiền đạo trẻ tuổi của Colombia đã thể hiện khả năng cá nhân và sự tinh quái khi vượt qua Svenja Hat, thủ thành của đội tuyển nữ Đức, bằng cú cỡ lỏng chính xác. Đây đã là bàn thứ hai của Caicedo tại giải đấu và đồng thời là bàn thua đầu tiên mà đội tuyển nữ Đức phải nhận. Trong bối cảnh đang bị dẫn bàn, đội tuyển nữ Đức đã nỗ lực tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Những nỗ lực này đã được đền đáp vào phút 88 khi họ được hưởng một quả phạt đền sau pha phối hợp trung lộ. Đội trưởng Alexandra Popp đã không mắc sai lầm nào, ghi bàn gỡ hòa 1-1 từ chấm 11m. Tuy nhiên, niềm vui của đội tuyển nữ Đức chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Phút bù giờ thứ 7, Colombia đã tận dụng cơ hội từ quả phạt góc để ghi bàn thắng quyết định. Cầu thủ Manuela Vanega đã bật cao đánh đầu không cho thủ môn Müller Fromm của Đức cơ hội cản phá. Với bàn thắng này, Colombia giành chiến thắng 2-1 và để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ. Trận đấu giữa Đức và Colombia đã chứng kiến những cảm xúc đan xen của niềm hy vọng, khao khát chiến thắng và cả những bất ngờ đầy kịch tính. Đây thực sự là một trận đấu đáng xem và để lại nhiều dấu ấn tại World Cup nữ 2023.